Wow, giống như mì tương đen ấy nhở? Đúng, chuẩn luôn. Mì tương đen. Nó có hạt vừng, ngon cực. Ừ, thế luôn. Thế sau hôm ở Tín Dương ăn thử ấy. Xin chào mọi người, 大家好, 我是越南阿和, 中国媳妇. 我是阿丽, 阿和的闺蜜. 大家好, 我是刘刘. 我们在武汉啦! 今天我们就带阿丽去尝一下武汉的特产。 我在武汉，我就给你尝一下。 武汉有最出名的就是一个热干面啊，武汉热干面。当然我们信阳也有热干面，但是它味道是不一样的，做法可能也有区别。等一下我们去尝一下啊。好，热干面是全国人民都知道的，武汉热干面。这么火呀？对，那就像说是可以说是越南有粉儿，武汉有热干面，对吧？对。对，我们去尝一下。好。好。 吃起放辣椒，啊，里面我按照有点超级对，哦，对，没按照有二，没加，那得改哦，上来改一次，少放一点点，嗯，这么一丢丢，有神呐，好，谢谢，妈妈很吃的，少放一点，那个很辣，是吗？嗯，这个很辣对吧？对对对，那个很辣，你少放一点，嗯，我尝一点点，多放一方面蛮好吃的，你也吃辣呀？ 一点点，酸菜，你放点酸菜，还有这个酸菜。然后捞出，对吗？有酸菜，酸萝卜。酸，肯定抓走，好像给了。哎，可以，你多放一点，喜欢的话。葱他也给了，好了，差不多了。那个你，吸收。不用了，那其他。搞走，好，可以了。好。来，阿丽尝一下武汉的热干面。好。 喂，喂，ก็มีหัดเมียอุ้ยหัดเมียต้องหุยเทมุยกว่าหลักหัดเมียไหมหัดเมียเลยหัดเมียเด่นเด่นเด่นเด่นอืมหุยหัดเมียเพิ่มเหรอเพิ่มเสื้อกันเมียนด้วยเสื้อกันเมียนด้วยเสื้อน่ะน้องด้วยกันเมียนกันละโคโคเมียนละมีน้องมีน้องโค mì khô nóng. Wow, giống như mì tương đen ấy nhở? Đúng, chuẩn luôn. Mì tương đen. Nó có hạt vừng, ngon cực. Ừ, thế luôn. Thế sao hôm ở Tín Dương ăn thử ấy? Không giống. Không giống à? Không giống. Tín Dương không giống ở đây. À, 我也要尝一下. 每一次尝的可能会不一样. 这是老武汉的热干面。对。 vị của hạt mè ấy, nó ngậy lắm ấy. Yeah. 嗯，哇，妩，嗯，短，好吃，好吃是吗？嗯，嗯啊，辣，好吃，嗯，可能放了一点辣椒，它还微微辣，对，嗯，跟信阳的热干面不一样，嗯，这个它更香一点，这里它味道更香，感觉味道好像它加的东西更多，这个放的有酱。 嗯，而且好像它这个面做的大一点点，信阳的那个小一点。啊，对，这个宽一点。嗯，发现很仔细啊。嗯，好吃哎。信阳热干面为什么这么火？知道原因了吧？嗯，大家都是自早餐的时候吃这个，对。吃这个啊？嗯，除了早餐，中午晚上都有了。现在。在其他的省。 武汉国热干面，嗯，在其他的省也有很多这种店铺，就是热干面店。嗯嗯，武汉热干面，嗯，很有名哈。对，所以大家想到武汉的话，第一个就是武汉热干面，就有一个，嗯，没有肉。嗯嗯，对，因为在越南。 可能是我们吃什么都放一点肉，习惯了。但是来这里，热干面、米线还有一些炒粉的，他们没有放肉，是不是它的特点就是这样？对，不是每一次吃饭都有肉，对不对？有些不适合放肉嘛。然后我也很好奇，是不是因为在中国大家吃大肉大鱼太多了，所以早上的时候想吃清淡一点，所以就不放肉。因为有可能。 在信阳的时候，我看到还有白米粥，还有就是很清淡的一些粥，是因为平常吃的太咸了，所以早上要吃清淡一点。对，我们那里会喝白米粥。嗯
小米粥都是清淡的。那有刚刚刚刚那样准备滚呢。为什么这个我感觉越吃越好吃的，越吃越好吃啊。越吃越香，一口两口就是不是很很习惯，虽然好吃但是不是很习惯，但是越吃的 越有一点很吸引的，它这个酱有香味。滚还有对，大口大口来吃。你大口打的骨筋吗？我刚拿了两杯豆浆，吃热干面就要跟那豆浆一起搭配哈。转了。哇，里面是感觉很新鲜。对。对，都对。我们就喜欢吃干的，然后喝这个豆浆也都挺有营养的。安静这样就贴体，người trả cao to。đúng không? Người Trung Quốc giờ toàn người cao to, nhất là bọn trẻ con ấy mày bây giờ nó như là Xiao Trần ấy cao vậy. Cao á? Gần chỗ này cao rồi. Đây. Ồ, hậu trắng à? Đa khẩu chứ. Nhị, A Hờ 的吃法真的是与众不同啊。大口是不一样的味道。对，口越大吃的越香。反正牙齿黑了。把牙染黑了。等一下。别笑话。不能笑。有啊。闹了。一开始你还说很小呢，是不是？现在又感觉。太多了。确实是吃热干面感觉很热。吃出火锅的味道了。热干面确实热。色米来那么多的。色米。买了酒。色米色罗麦耶罗米耶。酒能能酒。差点。安能能够比摩耶。对。Tại vì là lúa mì nó vốn dĩ này kiểu nó rắn với nó dẻo. Nó dẻo nhưng mà nó dai, tức là nó dai chứ nó không bị dễ bị đứt như kiểu sợi của bên mình. Bên Việt Nam mình có sợi mì tôm ấy làm từ củ sắn. Nó sẽ dễ kiểu để lâu trong trong gia vị này. Nó sẽ đứt. Nhưng mà cái sợi mì này mà mình ngâm vào trong nước ấy nó vẫn không bị nở to đùng ra đâu. Hoặc là nó nở nhưng mà nó vẫn sẽ nở nhưng nó không thể nào mà nở to đùng và bị dễ bị đứt như kiểu sợi mì tôm kia. Tại vì cái này nó làm từ lúa mì. Thế nên là mày ăn một bát này thôi nhưng mày có thể no đến hết cả buổi luôn. Bởi vì cái sợi này nó chất lượng lắm. Bảo rằng người ta sẽ ăn sáng để cả ngày no. Đúng rồi, cả ngày năng lượng. Nhưng mà tại Việt Nam mới có sự thức cơ, chào chang của mình không có cái này. Vì của mình tới cái cơ miễn là sử dụng cái cơ mì phan đó. Mì phan để làm phở. Đúng. Bên mình sẽ làm từ gạo nếp hoặc gạo tẻ. Vậy thì chu được rất khoai cho ơ là. Nhưng nếu chúng ta ăn xong cái bát cơm này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đói cả ngày. Ăn thử thôi đã thấy no rồi. Ăn phở xem mẹ đói nhanh mãi đúng không? Nhưng mà ăn cái này no lâu lắm nhỉ. Tôi nói khuê phụ khuê tại Trung Quốc ta sẽ trưởng thành cao hơn là vì các bạn ăn cái này. Bắc Kinh ăn nhiều thịt, đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng nói là tôi. Thế á? Ăn toàn như thế. Đúng rồi, người miền Bắc ở nhất là vùng vùng lạnh ấy, toàn ăn cái miếng này, người không ăn gạo đâu. Người ta không ăn cơm đâu mày ạ. Toàn ăn bánh bao. Người ta to cao. Rồi tôi nói khuê phụ khuê là có cái nguyên nhân cho nên tất cả trái đậu là trưởng rất cao. Tôi nói tại của mình Nam Phương đều là ăn mì phan và chu phở mà. Vậy cơ tử bị cho ải đi. Lão công rất ai đó. Mày chẳng ý xem. 这个跟信阳的这个热干面还是有点区别的。什么区别啊？早餐我也吃，经常吃热干面。它这个热面确实干，为什么？这个热干面真的是干。对对对。哦，对了，我发现在信阳更有油更多。对，油多一点。我们那个放的有油，辣椒油，所以说不会那么干。然后我们那个热干面非
有的他会放一些千张，放一些青菜，知道吧？啊、哦，对对对，它这个紫葱叶啊，这是区别。嗯，它这个是放酱放的多一些，嗯、你看把热干面染的时候都这样的。对，我们那个不会放这个酱。对，嗯，这是区别。而且是在这里感觉绵绵的。对，它这个热干面的那个是油多，嗯、但是油多一些，这个软软的吃起来也是。嗯。嗯干干的。那你更喜欢哪个味道？可能是因为我小时候在信仰长大，从小吃那个吃习惯了啊，所以我肯定是更适合信仰的人口味。不过这也很好吃，确实很好吃。嗯，我也感觉这个好吃，确实是武汉的一个很大的特色。嗯，出名。对，刘刘更习惯信仰的热干面，但是我感觉在武汉的热干面更好吃。我更喜欢这里的热干面的味道。对，我不喜欢的。嗯，咱两口味一样。对对对对对。太饱了，我们吃的太饱了，蛮饱了。第一次吃武汉的热干面，嗯，好吃哎，喜欢哎，还可以啊、嗯。我还是更愿意吃这个热干面。那以后。早上就在这儿吃热干面吧，啊？嗯，那从信阳起来跑武汉吃热干面，然后再跑回信阳好吗？我跟阿丽在这里，然后你过来找他玩嘛。啊，可以。阿丽来中国的话，还不知道就是使用手机来付钱。虽然我知道在越南也是用手机来付钱，现在慢慢也在流行，但是他们都是用银行 APP， 过程很麻烦。这一次让阿丽体验一下我们中国多方便，好吧？啊，阿丽不是也有微信吗？打开微信，然后点扫一下。扫。来，拿着。小美的阿丽要听团图。你呢？我问一下老板多少钱？一共16是吧？啊，扫这里就行了。16。六麦。没扫。扫。哎，对，嗯，入客取消支付。哦，然后，哎呀，没熟，入没熟。嗯，然后这里咋？嗯，这就 OK 了，简单吗？哦，这样真简单了。对啊，收到，我们就得走了。啊，收了啊。好，谢谢老板，走了。谢谢呀。谢谢老板呢。哎，店长。对呀。我说，让给他入住了。嗯，上面回来公安给他通报后，店长。微信đã nhận khoảng 16 tệ. Quên lên cái like là nó nói thế đấy. Chỉ cần quét một cái. Đúng rồi. Có mặt có tiền là sẽ. Đúng rồi. Đúng rồi. Được đấy. Thế là đi đâu nhỉ? Không phải như bên Việt Nam mình là đi đâu cũng phải nhập mã. Đúng rồi. Phải nhập mã. Đúng rồi. Còn phải vào trong app ngân hàng để, trong app ngân hàng để phải là... tìm phải còn phải nhập nếu mà không có nhập mã cần phải nhập số tài khoản nữa. Sau là còn phải khi nào mà chuyển chuyển được thì phải nhập mã. Ừ. Mới chuyển được, còn đây chỉ cần ấn phải. Đúng rồi. Quét mặt là xong thôi. À, của mình là Việt Nam ngữ. Việt Nam ngữ. Đấy. Sư sư, 你好. À, rất 方便. Đi.